hơn 40 mẻ hoa lan thuần khỏe, đen nụ cũng có nè, cái này là môi tua nè, đen nụ em còn có quế trắng cả nha, vạch đỏ, rồi sơn thủy tiên, thập hoa hôm nay lên rất là nhiều cả nha. Còn đây là những cái giò cũng to đẹp cho cả nhà mình sưu tầm thêm nè. Cái này là chuỗi ngọc cả nha, một cái giò chuỗi ngọc to đẹp lắm. Anh chị nào mình muốn sưu tầm những cái giò xanh như thế này, mình về mình sưu tầm xong rồi mùa tới mình chơi hoa thì cả nhà mình cứ theo dõi ha, em sẽ lên theo từng mã số. Còn đây là một cái tổ rồng nữa nè, cái tổ rồng này nó đang có tới 3 cái vòi râu cả nhà ơi, 3 cái vòi râu. Nhà anh chị nào mình có không gian một chút hoặc là mình muốn treo chở cho nó thông á thì cả nhà mình có thể mình tham khảo nha. Rồi em sẽ lên theo mã số cả nhà ha, cả nhà mình chốt đơn theo mã thì sẽ gửi chuẩn mã nha. Rồi mã H1 nè, cái giò môi tu này đang có hoa cho cả nhà mình luôn. Mầm tơ cũng đang lên nhiều, đang lên nhiều ghép trên cục gỗ. Giá 380.000 cả nhà ha. H1 380.000. Xinh đúng không cả nhà? Xinh, phong cây nó cũng xòe đẹp nữa. Rồi nhãn tháng 4, em đang có chậu này cả nhà, nhãn tháng 4 và là nhãn rừng nha cả nhà. Lưu ý bên vườn em là chuyên hàng rừng thôi. H2 giá 100.000, chậu 2 cây cả nhà ha. H2 100. Anh chị nào mình muốn mình về mình sang chậu này hay là cả nhà mình có muốn ghép lũ hay gì thì cả nhà mình về sang vô tư nha. Cây thì đã thuần khỏe rồi, với lại thứ hai nữa là cái dòng rễ gió này nó khỏe cả nhà ha. Rồi tiếp theo H3 nè, cái này là sơn thủy tiên. Trời ơi, những cái chậu mà em phải nói là cây đã thuần khỏe cả nhà, xem bộ rễ nè. Và đang đi mầm xanh như thế này. Giá 190.000 cả nhà ơi, 190 á. Về cả nhà mình có thể mình gộp chậu nè. Đó, cả nhà mình muốn thì mình về mình gộp lại thành một cái chậu cả nhà xem đẹp không? 190 × 2 = 38 à. Được một cái chậu mà tròn xòe xanh đúng không cả nhà? Sơn thủy tiên thì hoa vàng mà hoa cũng thơm cả nhà. Rồi cái này là hoàng lan cả nhà ơi, H4 em đang có chậu hoàng lan này. Giá 240.000. H4 240.000. Những cái thân này là thân tơ đang lên nè cả nhà ha. Thân tơ đang lên á, cả nhà mình sưu tầm nha. Rồi cái này là dễ hạt hay còn được gọi là phi điệp. Đây những cái thân mà được những cái giò mà thân dài như thế này thì là hàng tủy cả nhà ơi. Em chỉ còn chắc cỡ đâu cỡ tầm mười mấy chậu dài à cả nhà. Và em cái này là em sẽ lên cho cả nhà là 4 chậu nha. Cái này 4 chậu, trong đó có chậu 2 thân nữa cả nhà. Ví dụ như đây nè. Đó, nó có chậu 2 thân như thế này nữa. 4 chậu này giá là chỉ có 150.000 4 chậu. 4 chậu cả nhà ha. Về quy cách thân đi. Nó sẽ có 150.000 4 chậu. Nó sẽ có tầm 35 đến 40 cả nhà thôi, cứ 35 đi, thân ngắn nhất sẽ là 35 cho cả nhà mình ha. Còn như cái giò này mà có cái thân ngắn nhỏ đây nè, cái giò đây thì đi kèm thân thì em không tính ha. Những chỉ tính những cái thân dài nè. Đó, nó phải được 35 cm. 35 đến chở cm chở đi cả nhà ha. Nó như một cái mẻ đây mà 4 chậu có 150.000. Về cả nhà mình sưu tầm đi cả nhà, mình về mình gộp lại thành một cái chậu lớn dựng lên, em đảm bảo một cái giò rất là xanh. Nhiều thân nữa mà tính ra cái giá sưu tầm có 150 à, rất là hợp lý luôn á cả nhà, tranh thủ sưu tầm nha. Thân dài thì thân ngắn thì em có nhiều, nhưng mà thân dài thì ít lắm, nên là cả nhà mà anh chị mình sưu tầm thì cả nhà mình nhắn em lựa được cỡ tầm 5-7 đơn gì đó thôi ha. Rồi quế trắng tháng 8 nè, đang có nụ cho cả nhà mình luôn. Mã H6 nè, quế trắng đang có vòi nụ nè. Nhờ anh chị nè mình sưu tầm những cái dòng này thì về mình có hoa mình chơi sớm ha. H6 490.000. 490.000 một cái giò quế trắng tháng 8. Cây đã thuần khỏe cả nhà ha. Cây thuần khỏe nè. Cây rừng về mình trồng chăm sóc thuần khỏe luôn và đang có vòi nụ cho cả nhà. Và cả nhà mình lưu ý nè, đó như những cái giò như thế này nè, ghép gỗ như thế này, phí ship nó vẫn là 40.000, cả nhà mình lưu ý giúp em nha. Đó, bây giờ cả nhà mình có thể những giò đây cả nhà mình có thể gộp đơn 2 chậu, 2 giò cũng được, phí ship cũng vẫn 40. Đó, còn như chậu thì cả nhà mình cứ gộp đơn thoải mái, cứ vừa một thùng thì phí ship 40, còn cái phần thiếu em sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình nha. Đây, rồi quê trắng nè, mã H7 nè, quê trắng tháng 8 cũng đang có vòi nụ, giò này vòi nụ dài cho cả nhà mình rồi, phong cây đẹp này ha. Mã H7 giá 530.000. 530.000. Một cái giò quế trắng cây đã thuần khỏe đi lá rất là ok luôn á cả nhà, về chăm sóc ha. Và quế trắng á, cái dòng này hoa nó rất là thơm cả nhà, và cái màu nó lại đẹp, nó lại sang trọng nữa ha. Quế trắng tháng 8. Mã H8 nè, 700.000. Cũng đang có vòi nụ luôn cả nhà ha. Quế trắng mùa này thì vào mùa của nó luôn rồi. Cả nhà mình cứ tha hồ sưu tầm những dòng quế ha. Một giò như thế này giá 700.000, rất là nhiều thân đó cả nhà ơi. Ghép trên gỗ nữa thì cả nhà mình về mình sưu tầm cây nó cũng rất là giá trị nha. Rồi tiếp theo quế trắng này, em đang còn một cái giò to nè. Mã này là mã H9 nha. Mã H9 nè, quế trắng 1 triệu. 1 triệu cho cái giò quế trắng như thế này. Cây thuần khỏe nè, xanh và đang đi lá nè cả nhà, xem phong cây nè. Đẹp ha. H9 1 triệu. Giá 1 triệu. 1 triệu cho một giò quế trắng. Đây nè, đang có vòi nụ đây cả nhà ha. Đó, đang có vòi nụ cho cả nhà mình luôn.
Giá 1 triệu đây nè, em đứng xa thì cả nhà mình có thể án chân được, nó to hơn nửa người của em nè. Quế trắng đây cả nhà ha. Chuẩn cây chuẩn mã cho cả nhà mình luôn. Anh chị mình lưu ý nè, cứ chốt đơn á là cả nhà mình cứ một là chụp màn hình, hai á là báo cho em mã số nha. Em đã lên theo từng mã thì đảm bảo gửi chuẩn cây cho cả nhà mình nha, yên tâm ạ. Rồi tiếp theo mã H10 nè. H10 350.000. Cái này H10, là H10 350.000 hoàng thảo vạch đỏ cả một nha. Một chậu 350.000 một chậu hoàng thảo vạch đỏ. Và những cái giò này á là được ghép bằng từ những cái khúc nguyên bản dân khai thác rừng về. Em ghép vào trong chậu, còn về nhà anh chị nào mình ưng thì mình tháo ra, mình lấy cái này mình làm móc cũng được. Đó, tùy về mình sáng tạo mà, mình chơi hoa mình thôi, chơi theo sở thích đi cả nhà ha. Và hoàng thảo vạch đỏ một cái dòng này cũng khá là hiếm, hoa rất là tươi cả nhà ơi. Có những vạch đỏ rất là đẹp và đang có nụ nè. Đang có nụ nè, và cả nhà mình lưu ý ha. Đang nè, cứ hoa lan rừng mà mình cứ chơi hoa là bắt đầu là mầm gốc nó sẽ lên, thì cả nhà mình lại chăm sóc tiếp một mùa mới ha. 350.000 một chậu, chậu nào cũng đều đang nụ cả nhà nè. Chậu nào cũng đều đang nụ thì em đã lựa rồi. Cây đang nụ thì em sẽ báo cho cả nhà mình tình trạng cây. Rồi tiếp theo em sẽ lên là hạt vĩ. Em đang có cái giò hạt vĩ này nè, nó xanh mà, giá 500.000 cả nhà ha. Một cái giò mã H12 nè, hạt vĩ nè. Trời ơi cả nhà xem nè, ghép trên cái cục giớn như thế này nó rất là bền cây và nó giữ được độ ẩm tốt cho cây. Cả nhà xem nè, ghép theo kiểu tròn đều và nó tầng tầng cả nhà ha, tầng như thế này, giá 500.000. Cả nhà mình sưu tầm đi, giá cực kỳ hợp lý luôn rồi. Dòng này là dòng thân thầm, về cả nhà mình chăm sóc thân nó sẽ còn dài nữa và nó thầm nó phủ xuống ha. Giá 500.000 mã H12. H12 500. Rồi hoặc là hạt vĩ nè, H13 này em đang có những cái cục nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, dành cho những anh chị nào tùy theo khả năng kinh tế của mình, nhưng mình vẫn yêu hoa lan và mình đam mê, mình muốn sưu tầm mỗi thứ một ít thì cả nhà mình chốt ha. Mã H13 nè, 95.000 một cục. Cái này là hạt vĩ luôn nha cả nhà. H13 95.000 một khúc. Đó, bên này cũng một khúc nè, đó hai khúc, hoặc là mình lấy hai khúc như thế này về. Ồ, cũng hợp lý ta. Hai khúc như thế này 95.000 một khúc cả nhà ha. Cây thì đang thuần khỏe luôn rồi, 95.000. Rồi tiếp theo mã H14 này, hoặc là hạt vĩ nè, tầm giá tầm trung cho cả nhà mình đây. Mã H14 hạt vĩ giá 250.000. Hạt vĩ thân khỏe đẹp này cả nhà, đang đi còn đang đi đọt khỏe nữa ha. Anh chị ơi mùa này á, lưu ý ha, trong vườn mình có những cái giò như thế này thì cực kỳ bắt mắt luôn đó ạ. Giá 250.000. H14 250. Rất là đẹp, và cả nhà mình xem là nó đang bay hạt này cả nhà. Đó, nó đang bay hạt ở dưới đây nè, những cái hạt vĩ nè, cây con nó mọc lên nè, rất là xinh cả nhà ha. Chốt đi. Cái giò này nó đang đi thân nó rất là dài. Hạt vĩ thì nó lại cho hoa rất là sai hoa cả nhà, nó sai hoa lắm. Rồi tiếp theo hoa lan kiều vuông mã H15. Em đang có H15 là kiều vuông như thế này, giá 140.000 một chậu. Cây thì đã thuần khỏe nè cả nhà. Bộ rễ đang đi rất là khỏe luôn. Và lưu ý về nhà cả nhà mình muốn sang chậu hay mình gộp thành một cặp như thế này nè. Cả nhà mình về sang chậu đi, cứ bóp quanh chậu sang. Nó đang giá thể nó, cây rễ nó đã bám kỹ dưới đó rồi, bán rất là nhiều dưới đó rồi. Về nhà cả nhà mình sang vô tư nha. Chỉ cần chèn thêm than hoặc vỏ thông là được ha. Rồi tiếp theo kiều vuông nè, mẹ này 190.000 một chậu. Rất là đa dạng cho cả nhà mình sưu tầm luôn. Từ chậu nhỏ cũng có nè, chậu tầm trung cũng cho có, và rất là nhiều mức giá ha. 190.000 một chậu. Toàn bộ đều là cây thuần khỏe gửi tới cho cả nhà mình nha. Đang đi rễ rất là khỏe luôn nè. Giá 190.000 à, cả nhà sưu tầm đi. Riêng cái dòng kiều vuông này, cả nhà mình muốn làm hoa Tết thì cái kỹ thuật không đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều, rất là đơn giản thôi ha. Chỉ cần với ống kiều duy xanh thôi là được. Anh chị nào mình cần tư vấn về làm hoa của kiều vuông á thì cả nhà mình có thể nghe nhắn cho em tư vấn, em hỗ trợ thêm cho ha, cho cả nhà mình sưu tầm. Rồi H17 nè, em đang có một cái chậu vụ nữ hoa vàng cả nhà ha. Giá 90.000, mã H17. H17 90.000. Ôi đang đi cây con nhiều nè cả nhà ha. Giá 90.000 à. Anh chị nào mình gộp đơn nha. Nó như những cái chậu như thế này nè cả nhà mình, tranh thủ gộp đơn đi. Chậu thì nếu mà một thùng cũng đóng được cỡ tầm 4 chậu cũng được, một thùng cũng được, phí ship cũng vẫn 40.000. Cực kỳ lợi luôn cả nhà mình, tranh thủ gộp đơn đi. Tại vì sao? Khi lấy nhiều thùng to nặng thì phần thiếu em hỗ trợ rồi nha. Rồi H18, cái này là kim điệp xuân hoa vàng. Hoa vàng rất là sai hoa. Dòng này giá là 130.000. Dòng này nở và điệp xuân cả nhà ha. 130.000, cây thuần khỏe rồi ha. Rồi H19 nè, sơn thủy tiên nè, chậu 170.000 cả nhà ơi. Chậu 170 và toàn bộ đều là cây thuần khỏe cả nhà ha. Đang đi mầm tơ nè. 170.000 một chậu. 170.000 thôi, cây đã thuần rất là khỏe luôn rồi. Đẹp lắm cả nhà. 170. Về cả nhà mình gộp đơn đi. Về nhà mình sang chậu đi. Muốn đẹp thì mình muốn để mình sang mai mốt mình đến bàn mình chơi hoa luôn thì cả nhà mình cứ sang vào một cái chậu gỗ cũng được. Chậu nhựa gì cũng được, cứ sang chậu là ok luôn rồi.
Còn không thì mình cứ để đó chăm phân bón đầy đủ rồi nha cả nhà, trong chậu có phân bón đầy đủ rồi nha. Rồi H20 hàng thảo vôi, cục này giá 100 ngàn, cái này là dòng thân thòng cả nhà ha. Cục này 100 ngàn, nó xòe á cả nhà, nó đang thòng xuống, nó còn đi dài nữa, giá 100 ngàn cục cả nhà. Rồi H21, cái này là hoàng thảo vôi nè, hoàng thảo vôi hoa trắng, hoa trắng tím, hoa thơm nha cả nhà. Hoàng thảo vôi hoa thơm, em nói với cả nhà chứ chỉ còn một cái giò này mầm nó đang còn đi dài nữa nha cả nhà. Cho là nó dài xuống dưới đây nó cũng phải dài được tầm ít nhất cũng phải 80 cm đi. Và em nói chỉ cần những cái thân mà này mà nó dài nó xuống nó cho hoa thì đảm bảo cái giò này nó thơm nức nở luôn. Hoàng thảo vôi hoa thơm ha. Trên đây còn kèm cho cả nhà em hình nè, vài thân hạt vĩ này cả nhà ha. Đó, đang có mấy thân hạt vĩ, nó cũng là dòng thân thòng thôi, hòa quyện vô cũng rất là đẹp nha. Rồi, mã này H21 giá 450.000 cả nhà ơi. H21 450.000. Cây để thùng khỏe cả nhà xem nè, mầm đang còn nè, ngọn đang còn đi rất là khỏe cả nhà ha. Đang còn đi rất là khỏe, giá 450.000. Rồi, tiếp theo cái này là hoàng thảo vôi thôi nè. H22 hoàng thảo vôi. Giò này trời ơi cả nhà ơi, sưu tầm đi. Hoàng thảo vôi giá 600 ngàn cả nhà ha, 600 ngàn. H22 600. Em nói thật luôn á, cái lực mầm này mà cả nhà mình chăm sóc thì cuối mùa đảm bảo khi cho hoa cũng rất là rực rỡ luôn. Đẹp ha cả nhà ha, mùa này cả nhà mình sưu tầm đi. Trong sân vườn nó có một cái màu xanh á, sáng ra tưới cây mà nước đọng trên lá nữa, nhìn nó rất là mát mắt luôn á. Rồi, tiếp theo H23 nè. Em đang có chậu chồm này. 120.000 cả nhà, chồm 120 nè. Anh chị mình để chậu cũng được, hoặc cả nhà mình muốn ghép như thế nào cũng được ha, ghép thêm cây gì cũng được, mình sang chậu gì cũng vô tư. Rồi H24 nè, chồm 160.000. Thân cây to nha cả nhà, 160.000. Hoa lan đuôi chồm 160. Rồi hoặc là một cái chậu như thế này cũng là chồm nè cả nhà ơi, nhiều cây hơn ha. Trong đây là 1 2 3 4 5 cây cả nhà. Giá 150.000 mã H25. H25 150.000. Rất là nhiều mức giá thấy không, như những chậu này cái giá thì rẻ nữa, cho cả nhà mình sưu tầm thêm ha, rất là đa dạng cho cả nhà mình luôn. Hoặc là cả nhà mình muốn sưu tầm chồn, giá từ 500-700 hoặc là trên 1 triệu, 2-3 triệu bên vườn em cũng có, nên là cả nhà mình cần tư vấn gì thêm thì cứ nhắn cho em nha. Rồi tiếp theo mã H26 nè, cái này là nghinh xuân rừng, nghinh xuân đai châu ngọc điểm ha. Một chậu nó sẽ có 3 cây như thế này, và cả nhà mình chăm sóc đi, chăm sóc đi, mùa cuối mùa là tết đó cả nhà, là nó sẽ cho hoa luôn. Rồi phong cây như thế này tết tới cho hoa vô tư cả nhà ha. 190.000 mã H26. H26 190.000. Và cả nhà mình chậu. Lưu ý nè, cái hàng nghinh xuân rừng nha cả nhà, lưu ý bên em chuyên hàng rừng thôi, những cái lá chân hàng rừng thì nó như thế này nè, không vấn đề gì hết, em sẽ báo cho cả nhà mình trước ha. Cây nè, cây đã thuần khỏe đang đi, những cái lá rất là ok luôn. Rồi còn những cái lá chân mình chăm, mình mua từ rừng về á, mình khai thác từ rừng về á, thì nó sẽ như vậy nha. Rồi H27 nè, cái này là kiếm cả nhà ơi, một cái chậu kiếm giá 90.000, một chậu duy nhất cả nhà. H27 90.000, một chậu duy nhất nha. Anh chị nào mình gộp đơn thì cả nhà mình nhắn cho em nha, cứ tranh thủ gộp đơn đi cả nhà, mình sẵn đây mình sưu tầm mỗi thứ một ít đi, mình về mình sưu tầm tới cái mùa hoa của nó, mỗi cây thì nó sẽ mỗi kiểu nha. Rồi H28 nè, cái này là báo hỷ, hoa màu tím rất là tươi luôn cả nhà ơi, báo hỷ ha. H28 giá 130.000. Đang những chậu này đều là đang lên mầm tơ cả nhà ha, đều đang lên mầm tơ. Giá 130.000 một chậu. Giá rất là ok cho cả nhà mình sưu tầm luôn á. H28 130.000 một rồi, chậu. Rồi H29 nè, cái đó là sơn thủy tiên, cây đã thuần khỏe luôn rồi. Cả nhà xem nè, cây đang đi mầm tơ nè, đang đi rất là khỏe cho cả nhà mình luôn đây ha. Giá 300.000. H29 300.000. Tròn xinh cả nhà ha, 300.000 một cái chậu tròn xinh luôn mà cây thuần khỏe nha cả nhà ơi. Rồi H30 nè, H30 chậu này 280.000. Cây thuần rất khỏe cả nhà, xem cái phong cũ của nó nè, sơn thủy tiên nè, cả nhà cứ yên tâm chăm sóc, cây thì đã thuần khỏe cho cả nhà mình luôn rồi. Mầm tơ đang lên nè đây ha. Giá 280.000 cả nhà mình sưu tầm nha. Mầm tơ H30 280.000. Mầm tơ mai mốt mà nó lên cao nữa thì cái giò nó sẽ tròn, nó sẽ xanh hơn ha cả nhà ha. Do bây giờ mầm nó đang còn nhỏ á. Rồi H31 nè, chậu này 320.000. 320.000, tròn xòe đều nè. Cái chậu này rất có form nè cả nhà. Chậu này có form lắm. Về cả nhà xem form cây nè. Cây khỏe nè, thân cao nữa nè. Cái giống này rất là tiềm năng. Còn đây là thân tơ cả nhà ơi. Trời ơi cả nhà xem cái thân tơ nó đã lên khỏe không? Mà củ nó cũng to nữa nè. Cả nhà mình sưu tầm giống khỏe yên tâm. Rễ đang đi rất là khỏe luôn rồi. 320.000 mã H31 cả nhà nha.
Em lên mỗi chậu như thế này là mỗi chậu một kiểu, mỗi chậu thì có một mã thôi. Cả nhà mình cứ chụp màn hình ha, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nha. Gửi chuẩn cây, chuẩn mã cho cả nhà mình là ok. Rồi H32 nè, Sơn Thủy Tiên em cũng có là ghép gỗ như thế này, tròn xinh cả nhà ha. Đây nè, những cái thân này là thân tơ mới lên này cả nhà. Thân tơ lên rất là khỏe luôn rồi. H32 giá 450.000 cho một cái thớt tròn. H32 450.000. Anh chị nào mình muốn sưu tầm hoặc là cả nhà mình treo ốp tường á, treo một bên lưng tường á thì cả nhà mình treo ha, cho nhìn nó xanh nó mát nè. Rồi, mấy con muỗi nó thích nó cắn trên đầu dữ ta. H33. Rồi, cái này là thập hoa. Thập hoa giá 130.000, đang có hoa cho cả nhà mình ngắm luôn, giá 130.000 cho cả nhà mình sưu tầm làm giống nha. 130.000. Có hoa thực tế đang còn bức nụ cho cả nhà mình luôn, giá 130.000. 130. Cả nhà mình yên tâm cứ chăm sóc bên vườn em cả nhà mình xem, trồng toàn bộ ăn nắng rất là khỏe, nên là cả nhà mình từ mọi miền những cái nơi nào á cứ yên tâm, cây đã thuần khỏe và chăm sóc hữu cơ, cây ăn nắng khỏe thì về cả nhà mình chăm sóc rất là dễ nha. Rồi H34 140.000 thập hoa luôn. H34 140.000. Đang còn búp cho cả nhà mình đây ạ, đang còn búp nè, nụ nữa nè, giá 140 cả nhà ha, sưu tầm nha. Rồi tiếp theo đây là đùi gà. Trời ơi mùa này cả nhà tha hồ mình ngắm mầm cả nhà xem nè. Mầm xanh đẹp không? Rất là bắt mắt luôn á, cực kỳ bắt mắt, đùi gà hoa tím đậm đẹp nữa cả nhà ơi. Mã H35 450.000. H35 450.000. Như thế này cả nhà ha. Đang đi mầm đều, đang đi mầm khỉ cho cả nhà mình luôn. Giá 450.000. Những cái giò ghép gỗ như thế này á, sau nó cho hoa cực kỳ đẹp cả nhà nha. Đùi gà ghép gỗ cho hoa đẹp lắm. Rồi mã H36 nè, giò này thì 750.000, 750, cây sum xuê, anh chị nào mình muốn những cái giò mà cây sum xuê nhiều thân á thì cả nhà mình có 750.000. 750.000 một cái giò đùi gà nè. Cả nhà xem nè, cây thuần khỏe, những cái mầm tơ lên mà nó đẻ tự nhiên, nó đẻ rất là khỏe như thế này rồi nha. 750.000, phí ship cũng vẫn 40.000 cho cả nhà mình luôn. Đó, ghép những cái giò gỗ này thì phải mua thùng xốp đóng. Đó, em vẫn phải mua thùng xốp đóng kỹ càng gửi tới cho cả nhà mình ha. Rồi, tiếp theo cái này đùi gà cũng ghép theo gỗ nè. Đó, như cái form này thì nó lại hay nè cả nhà. H37 giò này 800.000. Như cái giò này á thì nó có cái bộ đế bằng như thế này. Đó, tết đến khi hoặc là khi nào có hoa. Đó cả nhà mình mang vào trong nhà đi, em nói thật luôn. H37 800. Hoa lan đang có hoa cả nhà mình cứ đem vào trong nhà đi, nó đẹp và nó thơm lắm, nó cứ thoang thoảng trong nhà cực kỳ thích luôn. 800.000 cho một giò đùi gà đang đi mầm rất là xanh như thế này nè. Em cầm lên thì cả nhà mình có thể án chừng được form cây đúng không ạ? Giá 800.000 đùi gà ghép gỗ. Rồi tiếp theo siêu phẩm này cả nhà ơi, trời ơi nhìn cực kỳ bắt mắt luôn cả nhà nhìn xem nè. Nhìn như thế này không thích thì thôi luôn á. Cứ đi ra vườn mà thấy những cái giò đang có vòi nụ như thế này, còn bên đây nữa nè cả nhà. Đang lên vòi nụ nhìn thích mắt không? Đó, bên đây đang giò này thì đang có nụ đẹp cho cả nhà mình luôn. Cái này là phi điệp vàng, một dòng hoa lan cực kỳ khỏe luôn cả nhà. Thân dài khỏe này, form cây này nó to hơn nửa người em luôn. Đang có nụ ha cả nhà. Giá là cái mã số đâu ta? Đây, giá mã H38 giá 780.000 cả nhà ơi. H38 780.000. 780.000 như cái giò này phi ship cũng vẫn 40.000 luôn đi. Tại vì cái giò này phải đóng một cái thùng xốp to, cả nhà nó to hơn nửa người mình, cồng kềnh, phí ship cao. Nhưng mà phần thiếu em cũng vui vẻ hỗ trợ cho cả nhà mình luôn nha. Cả nhà mình cứ lựa chọn đi, cảm thấy những cái mã nào ưng ý thì cả nhà mình nhắn cho em liền nha. Mã H39 nè, 370.000. H39 370.000. Trời ơi cái này là chuỗi ngọc cả nhà ơi, đang rất là nhiều mầm như thế này thì cả nhà mình sưu tầm đi. Chuỗi ngọc mà rất là xinh mà lại ghép gỗ nữa. Ghép gỗ cây rất là giá trị cả nhà ơi, đến khi cho hoa cực kỳ đẹp và tự nhiên luôn. Cây đã thuần khỏe nè, ghép trên một cái thớt gỗ cả nha ha. Tròn xinh mà, giá cho 370.000. Rồi Hoàng Phi Hạt đây cũng 370 luôn nè cả nhà ơi. Mã H40 370.000 Hoàng Phi Hạt. Cây đang đi mầm khỏe nè, Hoàng Phi Hạt thì dòng này cây cực kỳ khỏe luôn rồi cả nhà xem thân nè. Thân khỏe nè, và những cái thân này là thân to cả nha. H40 370.000. 370.000 một cái giò hoàng phi hạt như thế này cả nhà mình sưu tầm nha. Gộp đơn đi, mình lấy một hoàng phi hạt, chuỗi ngọc. Rồi tiếp theo cũng là hoàng phi hạt này cả nhà ơi, H41 đẹp hơn cả nhà, trên thớt rất là đẹp và cái thớt như thế này cả nhà mình lưu ý, nó rất là tiện đến khi cả nhà mình có thể mình để bàn chè cũng được nè. Bỏn bàn chè mình ngắm mầm cũng đẹp, chưa nhất thiết là mình ngắm hoa, mình ngắm mầm cũng đã đẹp rồi mà cả nhà xem, mầm đang lên rất là xanh mướt nè. Đó cây em quay thì cây thực tế và tự nhiên nha, cây đang xanh rất là bóng mượt luôn. Rồi H41 690.000.
Và đến khi mà nó cho hoa nữa thì cả nhà mình đem về con nghề vô tâm ha. Rồi H42 nè. H42 đây là một cái giò chuỗi ngọc cả nhà ha. H42 một cái giò chuỗi ngọc như thế này. Trời ơi cả nhà xem cái lược mầm nè. Trời ơi rất là xanh mướt luôn và nó to. Nó to hơn nửa người em ha. Rồi giò này chuỗi ngọc giá 1.700.000 nghe. 1.700.000, giò này thì phí ship 90.000 đi cả nhà ha. Nó ghép trên cái cục gỗ to nè và nó nặng nữa. Phần ship thiếu thì em sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình nha. Đây, đang xanh rất là đẹp luôn. Rồi em treo lên ngay lại giùm chị. Rồi cái mã cuối cùng này cả nhà ơi, mã cuối cùng là một cái giò cổ rồng. Cây thì đã về vườn em thì đã trồng thuần khỏe nè, về nhà cả nhà mình chỉ biết treo lên thôi nha. Cái giò này đặc biệt một cái là nó có tới 3 cái vòi rau. Vòi rau bên đây nè, vòi rau bên đây nè. Và bên đây nữa có nghĩa là những cái ụ của nó là nó ôm nó bao bọc hết vào trong cái cục như thế này. Làm móc treo đầy đủ sẵn sàng hết rồi. H43 giá 1.100.000, riêng cái giò này thì phí ship 70.000 đi cả nhà ha. Đây nè cả nhà xem nè, treo lên cao đi. Rồi cái rau nó đang thòng xuống dưới đất bằng chân em luôn rồi. Giá 1.100.000, phí ship 70 cả nhà ha. Anh chị mình sưu tầm những cái rau này nó còn dài nữa và cái giò này rất là đặc biệt nha. Nó có tới 3 cái vòi như thế này thì em đảm bảo cho cả nhà mình về mình chăm sóc thêm đi. Hai cái vòi kia nó dài nữa thì sẽ cho một cái giò rau xanh luôn. Rồi phiên hôm nay thì rất là nhiều mã đẹp lắm cả nhà ơi, tranh thủ sưu tầm, chốt cái mã nào thì nhắn cho em ngay nha. Em xin chào cả nhà ạ.